Nếu như chú nói là những người bạn tưởng tượng có thật thì sao? Chào. Ôi không. Khi những đứa trẻ lớn lên, họ cần phải tìm những đứa mới. Thôi chú ơi, con có thể giúp chú. Con nói đúng. Tất cả trẻ em đều cần bạn tưởng tượng của mình, đặc biệt là khi chúng lớn lên. Thế nào rồi? Ôi chúa ơi!